Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Lời đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn toàn thể các anh em ngày hôm qua đã giúp cho cái video của tôi nó được tăng tương tác bằng cái việc là anh em comment cũng như anh em like video của tôi. Xin được cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Nhờ có các anh em mà video của tôi ngày hôm nay lại bắt đầu nhen nhóm được đưa lên trên đề xuất ở trên YouTube. Đấy, phải nói đây nó là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái việc là cái sức mạnh tình bạn là nó là có thật anh em ạ. Và các anh em vẫn rất là đang yêu quý tôi. Đấy, không muốn cái kênh của tôi nó bị đai sớm. Chứ còn nếu mà bây giờ mà không lên đề xuất một cái là kênh khác gì kênh đai đâu. Đấy, chỉ vì một cái nghịch ngu. Đấy, chỉ vì là tôi nghịch ngu tôi đổi tên kênh nên bây giờ nó phải lãnh chịu cái hậu quả. Đấy là một cái kênh nó giống như là một kênh mới vậy. Không có đề xuất ở trên YouTube anh em ạ. Và tôi hy vọng là trong những cái ngày tiếp theo, những cái ngày sắp tới thì anh em vẫn tiếp tục ủng hộ tôi bằng việc là like và comment nha anh em nhé. Like và comment để tăng tương tác cho những cái video của tôi, giúp tôi lại được lên đề xuất. Đấy. Cái việc mà tôi lên đề xuất ấy cho cái kênh của tôi ấy thì nó không phải chỉ có riêng kênh tôi. Đấy, mà những cái kênh về auto chat khác ấy nó cũng sẽ được cái kênh của tôi nó đề xuất. Đấy. Nó là tất cả nó là cái sự tương hỗ tương trợ nhau thôi. Chứ còn cũng không phải là kênh của tôi nó được lên đề xuất và các cái kênh khác nó bị mất đề xuất đi đâu. Đấy, thậm chí là khi mà kênh của tôi ấy, nó lên đề xuất là những cái kênh khác nó sẽ được đề xuất từ những cái video của tôi. Đấy, đó là một cái sự gọi là tương hỗ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau ở trên YouTube. Là cái thuật toán YouTube nó sẽ nhận ra cái điều đấy để nó có thể là nó định hướng cho các anh em. Đấy, nó sẽ đề xuất cho các anh em những cái video tương tự. Nó là như thế anh em ạ. Chứ còn bây giờ nếu mà kênh tôi ấy, mà mất đề xuất ấy, là khả năng là những cái kênh khác ấy, nó cũng sẽ mất đi những cái lượt view. Đấy, mất đi một cái lượng người được đề xuất từ những cái video của tôi. Đấy, anh em không tin anh em cũng xem những cái kênh khác anh em cũng sẽ thấy là những cái view ấy nó sẽ ít đi. Là vì thế. Đó, nên là anh em nếu mà anh em yêu quý cái bộ môn auto chat này nói chung cũng như là Tuấn Cơm nói riêng thì anh em hãy hỗ trợ tôi nhá. Trong cái việc là tăng đề xuất ở trên video. Đấy, mà tôi thì tôi hứa với anh em là để lấy lại được cái vị thế đề xuất ở trên YouTube ấy thì tôi sẽ làm rất chăm chỉ trong cái tháng này. Tháng này chắc chắn là ngày nào tôi cũng sẽ ra clip. Và cái đấy là cái thứ nhất nhá. Và cái thứ hai đấy là có thể có những cái ngày tôi sẽ ra hai clip. Đó. Phải chăm như thế thì nó mới lấy lại được anh em ạ, lấy lại được phong độ. Chứ còn bây giờ là nó bị tụt đi được tới 2/3 cái lượng view so với trước đây chỉ vì là tôi nghịch ngu. Thật sự là một cái đổi tên đi vào lòng đất anh em ạ. Bãi đái thật, đồ này chơi gì? Đồ mỗi round, à mỗi một cái slot nó cho một cái kiểu khác nhau. Ở đây ghép được cái hút máu trừ giáp. Đánh tay được, nhưng mà ở đây lại cho con Thunder này. Mà nó còn cho tôi theo kiểu cho bài đâu, kiểu là nó cho... Nó cũng cho nhiều bài ấy, nó cũng cho nhiều bài giữa đầu game. Tôi đồ cũng cho nhiều mà, bài cũng cho nhiều. Chưa chốt được anh em ạ. Thôi được rồi, cứ mua hết, mua hết, mua hết, mua hết. Liệu rằng chúng ta có thể chơi mết? Mết thì vẫn cần phải có thêm đồ đấy. Ủa, hai con Fox này, hai con rơi luôn. Hay là chơi nai trên nai nhỉ? Trên nai này ý tưởng là cũng hay đấy. Đang có một cái yêu cầu của một anh em Nguyễn Xuân Khánh ấy phải. Từ từ đã, Eco đã. Ok. Clyde nếu mà ra thì cũng chơi được. Nó rơi ở lên 2 sao. Ở đây là tôi ghép được một lửa cái món đồ trấn phái rồi. Cho con like Blade like rồi. Búa set là cũng có được một lửa cái rồi này. Rồi cái ba tia là cũng có được một lửa cái rồi. Cái ba tia có một lửa cái rồi. Những cái món đồ mà quan trọng có ở trong cái bộ này. Đấy, thôi được rồi, Eco anh em nhá. Bài nó ra linh tinh Eco rồi anh em ạ. Ui ôi. Ra gấu Saman này hay là chơi Mist Saman. Mist Saman nó bán bố con Thunder rồi. Phí thật. Trận này lại ra con gấu Saman sớm như vậy. Chiến luôn nhỉ? Hay là up 5 chiến luôn? Nhưng mà vấn đề là đồ. Đồ đâu? Đồ nào? Bây giờ cái slot thứ 3 là random đi. Đấy. Ui ra cái giáp.
Giáp dùng được nha anh em nhá, giáp dùng được. Còn hai cái món đồ này này, cái dao này và cái nhẫn này ấy, nó đều ghép được cái ba tia không lấy được. Còn cái bên kia thì cái que có thể lấy được, nhưng mà từ từ đã, chưa vội anh em ạ. Tạm thời thế này đã. Về căn bản là cái đội hình đội hình này nó chưa có eco, nên là chúng ta vẫn lên bỏ bài vào thì hơn. Giết được con nào thì hay con đấy thôi anh em ạ. Bỏ bài vào giết 1-2 con là được rồi. Ôi vẫn thắng đây. Không 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 không, không thắng được, không thắng được. Đấy nhưng mà giết được khá nhiều con đấy. Anh em thấy là tôi giết được khá khá luôn. Tôi tưởng thắng, thắng thì sợ quá nhỉ. Thắng thì chưa đánh được chỗ thắng đâu. Đúng là like rồi anh em ơi. Nhìn giống lắm. Like bullet like ra hai con rồi đây này. Ây chà. Bán con này đi thôi. Không chơi beat nữa, chơi cả like anh em nhá. Đấy. Và hôm nay tôi sẽ làm theo một cái yêu cầu của một anh em mà yêu cầu tôi khá lâu rồi. Đấy là anh em Nguyễn Xuân Khánh. Anh Nguyễn Xuân Khánh có yêu cầu tôi chơi một cái bộ tối thượng 12 con. Và tôi xin được tiết lộ, đó chính là lineup 6 bit kết hợp với 6 Glacier. Nghe đã thấy khó chơi rồi. Và một khi mà lên được thì chắc là vô địch, chắc chắn là vô địch rồi. Đấy, nhưng mà có lên được không thì là quan trọng anh em ạ. Chơi giờ đang chơi là đánh queen nhá. Đang chơi đánh queen luôn á. Đấy. Và chúng ta sẽ phải tích được sách để lên 12. Bây giờ chơi lên 12 rất khó luôn. Nhưng mà nếu mà được thì là sẽ là một cái siêu phẩm. Nên là hôm nay tôi sẽ dấn thân vào tôi thử xem là có liệu rằng có được không. Chúng ta sẽ phải có 6 human sớm, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa có một con human nào anh em ạ. Mà cái tầm bắt đầu tích sách là cái những cái round khoảng 11 đến 15 ấy. 11 đến 15 là thường là những cái round đấy, là những cái round mà chúng ta kiếm được sách. Thì là chúng ta sẽ phải xả tiền để kiếm human đấy anh em ạ. Chứ còn gấu biếc gì thì tí nữa rồi cũng bán đi thôi. Berserker hay là beat biếc các thứ bán hết đấy các bạn. Tí nữa là phải 6 client, kẹp ít nhất là 3 human ở level 7. 6 client 3 human ở level 7 đấy là nó gọi là có thể lên được 11 thôi. Còn 12 thì nó phải ra 6 human sớm. Đấy, thế mà tôi mới nói là cái bộ này nó rất khó, nó hên xui. Đấy là các anh em yêu cầu tôi ấy, vào những cái bộ khó như này thì khả năng cao là các anh em sẽ rất khó để có thể là thực hiện. Đấy, nên anh em chọn những cái bộ nào mà nó hay ho hơn, đấy, nó dễ chơi hơn. Không phải là dễ chơi nhưng mà nó có thể là nó cái việc phụ thuộc vào cái việc hên xui ý, nó ít thôi. Để tôi có thể tôi tự xoay được. Chứ còn những cái bộ mà nó phụ thuộc vào hên xui nhiều quá thì rất khó chơi anh em ạ. Rồi, rau này cho hai con berserker vào này. Bán cái con Tutka đi lấy 1 tiền cho tròn 20 tiền anh em ạ. Để hai con berserker vào kết hợp với cả Sivet. Trận này nói chung là nó cũng bị thọt đấy. Đấy. Chúng ta bị thọt máu nhưng mà chúng ta không thọt tiền đâu. Tiền thì chúng ta gọi là tạm ổn bằng cái thằng top 2. Thằng top 2 nó đang có một cái lượng máu nhiều và nó cũng đang có một cái lượng tiền nhiều. Nó là 20 tiền giống nhau. Đấy giống tôi. Nhưng mà tôi có 77 máu đó. Máu đang hơi thấp. Ở cái đao 10 máu này hơi thấp. Ở đây tôi có cái 2 tia. Nhưng mà từ từ đã. Tạm thời lấy con dao đây anh em ạ. Cướp điên hay là hút máu trừ giáp hay là 2 tia là con phụ thuộc nữa. Phụ thuộc vào co nữa. Bây giờ Light Blade Light lên được 2 sao thì chỉ chơi. Chứ còn không thì thôi. Ép 2 tia sớm làm gì đâu. Đấy, tạm thời là như này anh em nhé, giữ máu thôi. Bài nó đang yếu anh em ạ. Bài đang khá đuối. Đồ này tôi chưa muốn ghép. Ghép này nó chưa chặn đồ ấy. Để từ từ đã anh em. Bây giờ tự ra nhẫn lé là ngon. Ghép được cả cái hút máu cả cái 2 tia luôn. Đấy, cả cái hút máu chưa giáp cả 2 tia. Hy vọng là tôi sẽ có thể ra được một con Light Blade Light 2 sao sớm. Sau đó tôi chuyển dần về bộ 6 Light. Bây giờ ra 11 rồi đấy. Bình thường ra 11 này sẽ phải form này. Ra 11, 12 sẽ phải form Light rồi. Đấy mà tôi đang tận dụng được con Berserker với Sivet thì chúng ta chậm một chút cũng được. Không sao.
vẫn có thể giữ được máu, vẫn có thể là đánh ngon được. Rồi kẹp thêm con unicorn vào level 7. Con này là tanker cho tôi. Tầm này thấy có vẻ có dấu hiệu đánh chuỗi thắng ấy, nên tôi chắc là tôi chốt đồ thôi anh em ạ. Tôi sẽ lấy que nhé. Lấy que này. Thực ra cái món đầu tiên ấy, chúng ta còn lấy được cả cái găng Takira nữa, và thậm chí là một cái chém lan. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi lại cần cái tốc đánh để Berserker nó gánh. Berserker giai đoạn này nếu mà không có tốc đánh thì sẽ lia dìu rất ít. Nhưng mà nếu mà có tốc đánh thì con Berserker này nó sẽ lia dìu liên tục. Đấy. Cái khả năng mà đánh được nhiều phát hơn thì nó sẽ có khả năng lia dìu nhiều hơn. Ok. Đều rồi. Nhưng mà toàn một sao. Có lên drone không nhỉ? Toàn một sao. Bán gấu luôn. Ok. Hơi a đuổi. 4 Clive ở phía trên, 2 Berserker phía dưới. Chưa gặp thằng có chuôi đúng không? Rao này chưa muốn roll. Tôi muốn là sau rao 15 roll ấy. Bây giờ hên xui. Hên xui mà bây giờ mà không gặp cái thằng đấy thì tốt. Trước rao 15 đừng có gặp cho gặp cái thằng Taylor. Bây giờ mà gặp thì khả năng ăn được nó chắc rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 30%. Nếu mà Berserker lia dìu ngon, lia dìu liên tục thì ăn được, còn không thì thôi, không ăn được. Thế tốt nhất là đừng có gặp, đừng có hên xui. Để sau round 15 ấy, round 16 tôi xả hết tiền, tôi cắt chuỗi nó. Thế ok nhất. Ôi gặp nó luôn này. Vãi đái. Này to anh em ạ. Bốn đỏ kẹp được cái con hai con Clive vào. Lại còn kiếm thêm một con cung ở đằng sau nữa. Càng đấy anh em. Càng đấy. Bây giờ cần cái sự lia dìu tốt đến từ con Berserker. Được. Ủa, hay quá nhở. Ơi giời, được quá. Đấy là những cái cú lia dìu 6k anh em ạ. 6k4. Rồi đam chính xác là từ cái lia dìu rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Hay quá nhở. Đang định xả tiền. Ở round 15 thì bây giờ lại không phải xả nữa. Thôi thế là round 16 chúng ta đẩy lên 8 thôi. Kẹp thêm Clive vào nhá. Còn bây giờ chúng ta để hai mèo đây. Hai mèo kẹp hai Berserker. Lượng đam là rất nhiều luôn, đến từ mèo, đến từ Berserker. 3 Clive trông có vẻ nói chung là yếu ở cái phần tăng cơ. Nhưng mà không sao cả. Chúng ta đông anh em ạ. Hiện tại chúng ta rất đông. Ở trên bàn cờ có tới 9 con. Đấy, kể cả thằng này nó có nhiều 2 sao. Đấy, nó có tới 4 con 2 sao. 4 con 2 sao trong khi tôi mới chỉ có 1 con 2 sao thôi. Nhưng mà tôi vẫn có thể ăn được. Ăn được không? Ê, phải giết được cái con ốc. Rồi. Đó. Nó hơn về mặt cái số lượng anh em ạ. Khỏe lắm. Chất lượng thì kèm nhưng mà số lượng thì đông. Úi đây rồi, rồng này. Có rồng rồi. 6 Clive. 6 Knife. Ok, level 7 đấy. 6 Clive kẹp với cả 3 Human đấy. Round sau chắc là lên 8 luôn. Round sau gì lên 8, sau đó thì roll. Kiếm con Live Blade Line được rồi. Live Blade Line 2 sao, bây giờ có cặp rồi anh em ạ. Berserker 2 sao, Live Blade Line 2 sao. Nhưng mà cái tầm này ra 15 mà vẫn chưa có quyển sách nào ấy thì nó là bị chậm ở đấy anh em ạ. Không biết trận này lên nổi 12 không. Có những cái trận mà chúng ta ra 6 human ở cái round này rồi ấy, thì khả năng lên 12 nó sẽ rất dễ. Rồi tầm này có vẻ hơi chậm. Rồi quyển sách đầu tiên. Mà đội hình này chắc là tôi roll luôn chứ không up cấp rồi anh em ạ. Hết tiền rồi, 50 tiền này không đủ. Roll rồi. Roll luôn ở level này. Kiếm 2 sao đã. Đây rồi. Ok. Bây giờ lên 8 kẹp Glacier. Đấy. Rồi chốt đồ này. Có 2 tia đúng không? Có lấy 2 tia không? 2 tia cho Line Blitzline.
Buset, hai tia. Ok. Đấy. Rồi. Mặc dù là toàn một sao nhưng mà thôi vẫn chơi được. Vẫn chơi được, nó đủ bộ, cái bộ này nó khỏe rồi. Đang 16, mỗi round sẽ kiếm được một quyển sách. Tôi sẽ tiết kiệm cái sách này. Khả năng là tôi sẽ không cắn, bởi vì trận này có vẻ như không ra human. Tôi sẽ tiết kiệm những cái trận thắng của tôi để có thể ra được những cái cuốn sách. 11 cuốn sách là có thể lên được level 11 rồi. Nhưng mà ở nhưng mà ở cái level 11 ấy thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được cái yêu cầu của anh em Nguyễn Xuân Khánh đâu. Bộ này nó phải chờ level 12 cơ. Thế là thôi, chắc tôi xả hết tiền này, kiếm 6 human cái đã anh em ạ. Ui ôi, ra con này. Ui già này. Vẫn thiếu. Đã đủ chưa? Ui thiếu cái con Avenzo anh em ạ. Cay thật. Thiếu con Avenzo Clay. Rôn tiếp nhờ. Tầm này tôi nghĩ là chắc là chúng ta sẽ phải rôn tiếp. Rôn tiếp. Chứ còn nếu mà như này thì có vẻ không ổn cho lắm. Nếu mà rôn tiếp mà ra Berserker 2 sao chắc là chơi chuyển sang Glacier luôn nhỉ. Khó phết đấy anh em ạ. Lại gặp cái thằng có chuỗi này. Thằng này liệu ăn được không? Tôi nghĩ là ăn được thôi. Tôi vừa mới xả một cái lượng tiền khá lớn. Chốt hết đồ rồi. Đừng có bảo không ăn được thằng này nhá. Thằng này nó chơi 6 đỏ kẹp với cả Metalist đấy anh em ạ. Rồi. Tạm. Cắt được hai cái chuôi. Thế là cũng có tiền để roll. Rồi chắc là roll tiếp anh em nhá. Đồ dồn cho già cái này. Bây giờ thiếu con Avenzo. Chỉ cần ra con Avenzo Clyde lên 9. À nhưng mà nếu mà bây giờ tôi roll ý, thì tôi sẽ không lên được 9. Cái vấn đề nó là thế. Bây giờ chỉ cần ra con Avenzo Clyde không làm gì cả luôn. Nhưng bây giờ chưa ra. Vấn đề là bây giờ nó vẫn chưa ra đủ. Thiếu đúng một con anh em ạ. Flame lên được 2 thì cũng được. Thì cũng gánh được. Flame lên được 2 nhưng mà bây giờ tôi có Light Blade Light là cũng được rồi. Bây giờ chỉ cần là đủ bộ thôi. Ui gặp thằng này thua không? Hai con mèo hay sao á? À, có phải không? Không. Tôi nhìn nhầm. Tôi nhầm, đấy nó là con sạch Skybreaker thôi. Ok. Rồi. Chuối cộng 7 rồi này. Ui được rồi. Lên được chưa? Lên được level chưa? Lên 9 luôn. Lên 9 kẹp với cả 3 mét. Ok. Lên 9 luôn anh em ơi. Vừa đủ tiền anh em ạ. Tôi đái thật. Bây giờ chúng ta sẽ đánh ở cái bộ này, sau đó chúng ta roll 2 sao. Rồi chúng ta mới có thể lên 11, 12 được. Hết tiền rồi anh em ạ. Round này là khi mà sau khi up cấp lên 9 rồi, chúng ta nếu mà thắng là chúng ta được 4 sách, là được 8 tiền. Coi như là được 8 tiền để gỡ lại cái việc chúng ta dí cấp lên. Dí cấp lên sớm. Thằng này Berserker, à thằng này là có Fallen Witcher 2 sao. Hóa phát là lên 3 sao. Nhưng mà ở có quả đấm chết luôn cái con unicorn. Thế là nó không hóa được dài con 3 sao. Thế tôi lại ăn rồi. Được quá nhở. Làm quả đấm được đấy. Rồi. 4 cuốn sách đầu tiên. Rồi. Rau này rau quái. Không làm gì cả. Vừa nãy tôi có một cái lượng tiền lớn để tôi roll anh em ạ. Nên là bây giờ chúng ta lấy cái sách đấy chúng ta áp cấp thôi. Chứ còn không phải để chúng ta vừa nãy chúng ta xả tiền xong bây giờ lại có sách lại ôm. Không nha anh em nhá. Cái sách đấy để áp cấp. Mặc dù bây giờ là tôi đang có 6 human kẹp với 6 like rồi nhưng mà tôi cảm giác như là nó vẫn chưa có được ổn định lắm anh em ạ. Chưa có cái cảm giác an toàn. Tầm này vẫn chưa thấy có cảm giác và yên tâm trong cái đội hình này bởi vì nó toàn một sao. Nó khá là đuối.
Gặp Beat khả năng bị đẩy là cao. Mất chuối này là sớm muộn thì cũng mất á. Lên bên được 2 sao này. Bây giờ mà ra con rồng 2 thì nó mới yên tâm anh em ạ. Rồng 2 hoặc là già 2 thì chúng ta mới yên tâm được. Chứ tôi nhìn cái thế trận này chưa chắc đã lên được level 12 đâu. Không lên được level 12 đâu. 11 thì có thể nhưng mà 12 thì có vẻ khá khó đấy. Trông có vẻ khá khó đấy anh em ạ. Cái hàng phía trên của nó mềm quá. Thế bây giờ còn 20 tiền có lên roll không? Thực ra 20 tiền này roll ấy nó không được bao nhiêu cả đâu. Vì chúng ta phải mất tiền mua nữa. Con già là 4 tiền rồi, nếu mà roll ra hai con già nữa thì nó là 8 tiền rồi. Đấy, tức là chúng ta 20 trừ 8 là có 12, 12 chỉ được 6 lần roll, không ăn thua anh em ạ. Không ăn thua. Nhưng chúng ta có một cái lượng tiền lớn như ta roll thì chúng ta sẽ ra được bài. Còn chúng ta không có tiền ở roll thì mỗi nào roll một vài cái thì nó không ra bài đâu anh em ạ. Bây giờ chỉ có tự ra thôi. Hoặc là tôi sẽ đẩy cấp lên 10 luôn. Thôi, đẩy cấp lên 10 luôn đi. Đẩy lên 10 luôn, kiếm 5 đô anh em ạ. Chơi bằng 5 đô. Đấy, Glacier Beat thì nó sẽ là Lancer và nó sẽ là Ngộ Không. Ra hai cái con đấy thì có thể đánh được. Đấy, bây giờ là tính là bây giờ là mỗi round thắng là tôi có thể là tích sách vào lên được 11 rồi. 3 round. 3 round là chúng ta lên được 11, nếu mà chúng ta thắng round 23, 24. Round 23, round 24 và round 22. Đấy, là lên được 11. Còn nếu mà muộn thì chúng ta có thể lên 11. Ở những cái đao quái chúng ta cũng có thể lên được 11. Nói chung là cái tầm này thì lên được 11 là chắc chắn. Còn lên được 12 thì tôi cũng chưa biết có lên được nổi không. Lên được 12 thì khó đấy. Ui, đao này ăn nổi không? Trông đối thủ căng phết nhỉ. Rồi, like, blitz like, gánh kèo. Được quá, hay mất thôi. Hay quá, thằng kia nó xả tiền nhưng mà nó không cắt được chuỗi anh em ạ. Bốn cuốn sách cái này. Rồi, ui rồi anh em ơi, sang Lancer này. Lancer, nhưng mà bây giờ cho Lancer vào chưa? Lancer vào thay cho con Fortuner Teller thì nó cũng không phải là nó ngon đâu nhá. Lancer chưa chắc đã ngon. Fortuner Teller nó câu kéo nó khá nhiều thời gian đấy anh em ạ. Mấy cái thằng Beat mà nó dí vào một con hay là mấy cái con mấy cái thằng mà nó kẹp lùn được ấy, nó sẽ dí vào một con thì con Fortuner Teller đóng vai trò counter tăng cơ từ trên khá là uy tín đấy. Đây này, như là 6 assassin này là có thể kẹp Fortuner Teller vào là rất là ngon luôn. Nó sẽ giúp bắp bất tử câu kéo khá nhiều thời gian để cho co chúng ta đánh. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Ui, vẫn ăn được luôn, có sắc luôn. Rồng vẫn sống. Hay quá nhỉ. Wow. Ra một lúc hai con cá lông. Ui, nhưng mà cá lông trận này có chơi đâu. Trời ơi, ra cá lông. Tại sao nó không phải con Ngộ Không nhỉ? 6 Glacier, 6 bit thì làm gì có slot cho con Clay ở đâu. Đúng không? Làm gì có slot. Hết slot rồi, 6 Glacier, 6 bit là ở level 12. Không nhét được thêm con nào cả. Không nhét được thêm thêm Kira mà cũng không nhét được thêm cái con cá lông ở đâu. Anh em Nguyễn Xuân Khánh yêu cầu bộ tối thượng quá. quá tối thượng luôn, nên là bây giờ bài ra nhưng mà lại không được chơi. Có vẻ hơi cay nhỉ. Chơi là con cá lông này bây giờ lên 2 sao thì cũng được chơi tạm thôi chứ còn đâu có chơi lết game đâu. Ok. Rồi, lên được 11 rồi nha. Được quá, già lên 2 sao này. Rồi, lên 11 kẹp con này vào đây. Thêm tí không chế. Giờ mà ra quả trứng nhỉ, đập cho cá lông chắc chắn là giữ chuỗi luôn. Sách hay không, có sách thì không biết nhưng mà chắc chắn là giữ cái chuỗi này luôn. 77 máu hết game. Tôi nghĩ là như thế đấy. Nếu mà Calong lên được 2 sao nhá, trong cái giai đoạn 25 26 này, Calong lên được 2 sao thì uy tín lắm.
vớ vẩn, ca lông lên 2 sao trước cả con rồng lên 2 sao. Đồ tôi đã lấy 3 tia rồi búa xét rồi. Cho ca lông thoải mái luôn. Hơi thừa. Hơi thừa búa xét. Đấy, chúng ta có búa xét để ghép gậy hút máu rồi. Thôi được rồi, lấy cái búa xét vậy. Thế là hai cái búa xét anh em ạ. Chúng ta sẽ có một cái búa xét 1 và cái búa xét 2. Ok. Thôi thì cũng được. Hai cái này, món này nó không stack anh em ạ. Ghép là nó sẽ có hai cái tia xét nó bắn ra. Hai cái tia xét ở cái set búa xét cam và ở cái búa xét tím, nó sẽ là hai cái tia xét khác nhau anh em nhá. Với các anh em mà mới chơi chưa biết cái điều đấy thì tôi xin chia sẻ với anh em là những cái đồ mà nó ở hai cấp khác nhau ấy, nó sẽ stack với nhau. Còn hai cái đồ mà trung cấp thì nó sẽ không stack. Ví dụ như là hai cái búa xét 2, hai cái búa xét cuối ấy, đồ cam thì nó sẽ không stack nhau anh em nhá. Nên anh em đừng có ghép hai món mà nó sẽ rất phí. Thay vì đấy anh em để một cái món là ở level tím và một cái món ở level cam thì nó sẽ phát huy được cái sức mạnh của nó nhiều hơn. Ok. Nói chung là cái tầm này thì vẫn ca lông làm bố thôi anh em ạ. Rồi, gặp được 9 mét à? À không, thằng này là rồng mét, 5 rồng. Nhưng mà tôi chơi nai tôi sợ gì cái thằng này. 5 rồng, vô tư đi bạn ơi. Mà sao dạo gần đây nhiều người chơi cái bộ này đấy nhở? Anh em có để ý thấy không? Rất nhiều người chơi mét 5 rồng luôn. Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao nhiều người chơi mét 5 rồng thế. Chả nhẽ bộ đấy nó cũng mạnh hơn à? Có phải không? Nó cũng mạnh như là cái bộ Saman mét đúng không? Hay là làm sao mà có nhiều người người ta chọn cái bộ đấy để leo rank đấy nhở? Cũng rất có thể là đấy là một cái bắp ngầm đến được vị trí của nhà phát hành cho cái bộ 5 rồng. 5 rồng full lần bây giờ không ai chơi, bây giờ chơi rằng 5 rồng bắn trưởng. Rất có thể điều này nó sẽ xảy ra khi mà có những cái người thông thạo cái bộ đấy, chơi đi chơi lại bộ đấy, có cảm nhận được cái bộ đấy nó mạnh hơn thì người ta lại chơi thôi. Đấy là cái lý do là sao mà nhiều người chơi. Nó lan tỏa nó cực kỳ nhanh luôn. Rồi, cố gắng nào. 3 lần chiến thắng nữa rồi. 3 lần thắng nữa rồi. Để chúng ta có thể lên được level 12. Ok, chơi Saman này. Saman nhưng mà kẹp với cả Metalist anh em ạ. Vô tư đi bạn ơi. Rồi. 2 lần nữa thôi. Rao 28 rồi. Ui, rao 28 đã chết gần hết rồi anh em ạ. Phải đái thật sự. Nhanh thế. Từ từ bạn ơi. Đấy, nó lại còn có một cái trường hợp thứ hai nữa anh em Nguyễn Xuân Khánh ạ. Đấy là có thể là tôi lên được 12 đấy, nhưng mà bọn nó chết hết. Thế là chưa kịp form. Đấy, nó lại có hai trường hợp. Một là chúng ta không thể lên được 12. Chúng ta không thể ra được bộ không, không thể ra Second Lancer để có thể chơi cái bộ tối thượng đó. Anh em yêu cầu cái bộ rất khó luôn đấy. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Rất khó. Lên được 12 đã khó rồi. Này còn phải thỏa mãn rất nhiều yêu cầu ở trong cái lab. Chúng ta lên 12, chúng ta chơi beat, chúng ta chơi Glacier thì thằng nào nó chịu nổi đâu. Nhưng mà vấn đề ấy là bọn nó có đủ sống đến cái lúc đấy không ấy. Nó có sống được đến cái lúc đấy không để mà có thể là form một đội hình không. Ơ thằng này cắt chữ tôi này. Điêu thật. Được đấy nhở. Căng đấy nhở. Ui chơi Assassin à. Càng đấy. Tên là căng quá luôn à. Ui căng quá. Căng đấy. Ui căng thật sự luôn. Rồi xả tiền thôi. Sao nó lại như thế chứ lị. Sẽ có người xem video clip sẽ bảo là cháu nhà phát hành con nhà phát triển. Đúng rồi. Chính xác. Quả trứng này thì phải dành lại cho Ngộ Không hoặc là Lancer 2 sao. Để từ từ xem bỏ con nào đây. Ok. Rồi lóc lại đã. Rao này lóc lại thôi bởi vì rao này chúng ta sẽ lên được 12 rồi anh em ạ. Đủ sách lên 12 rồi. Rao này thắng cái lên 12. Còn nếu mà không thắng thì chúng ta sẽ lóc 2 rao. Đấy. Tôi sẽ lóc 2 rao. Gặp beat đi. Vô tư anh em ơi. Kalong 2 sao không sợ beat đâu. Bọn Clyde nó chỉ sợ beat khi mà chúng ta chơi cái con Avenger Clyde thôi. Ok. Phải đi luôn. Đẩy căng quá anh em ạ. Sợ không phóng kịp mất. Lên được 12 rồi đấy. Nhưng mà bây giờ phải chuyển sang beat. Tức là phải chuyển toàn bộ đội hình mà. Nó y như là như thế luôn. Anh em thấy không? Là phải chuyển là phải chuyển hết những cái con Clyde đi. Chuyển hết đi human đi. Đấy. Chuyển gần như là 100% đội hình. Quá căng luôn.
Tạm thời thế đã, 6 Glacier, 6 Clyde. 6 Glacier, 6 Clyde đánh ở level 12. Rồi sau đó nó sẽ là beat, nhưng mà nó còn bao lâu nó mới có thể là form được thì chưa biết. Ngộ Không cũng chưa ra anh em ạ. Đấy, Ngộ Không chưa ra. Beat thì vẫn chưa có con nào. Chưa có con nào luôn. Đấy, lao sau mà form luôn thì sợ là có mất khá nhiều máu luôn. Cá lông một tí lại phải vứt đi. Tiếc quá nhờ, cá lông 2 sao phải vứt đi trong 6 Glacier, 6 Clyde. Trời bố, cái bộ này chắc vô địch rồi anh em ạ. Nếu mà không phải làm content, làm content thì tí lại phải bắn đi. Ok, luôn rồi, kiếm beat nào, đây rồi. Phải đái thật. Bây giờ đi kiếm lại mấy con beat 1 sao cho vào. Đúng vào Ma Canada luôn. Ui cái gì cơ? Hỏi tuần cơm riu phải không nhỉ? Chính xác. Chính xác, chuẩn rồi. Chuẩn tuần cơm đây rồi. Chào cái. Rồi. Cho thêm một cái icon cho nó gọi là quen thuộc. Xong. Bây giờ chúng ta chơi là chúng ta sẽ có là 6 Glacier, 6 Clyde. Đấy. 6 Glacier, 6 Clyde. Tạm thời thế đã. Ủa lại ra của quả trứng này. Rồi thằng này ăn rồi. Đấy, trên Mesaman này. Mesaman phải không? Ủa nhưng mà bây giờ tôi tối thượng rồi anh em ạ. Chính ra cái bộ nai bây giờ nó đã tối thượng rồi ấy. Chuyển qua cái kia khi còn không mạnh bằng cơ. Rồi bây giờ tôi mua dần những con bit vào nha anh em nhá. Thay dần những con bit vào. 6 Glacier, 5 Clyde. Rồi kiếm luôn. Ra con gấu là đây rồi, sói ấy. À con cáo này. Sói cáo vẫn chưa đủ. Ơ đây rồi, đủ bộ này. Chưa đủ, vẫn thiếu con. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. 6 Glacier, 6 Clyde. Ơ nhưng mà bây giờ phải bỏ con lông à? Không được. Bây giờ bỏ cá lông thì vẫn yếu. Không 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 không, không. Từ từ đã, nào sau anh em nhá, nào sau. Nào sau. Bây giờ bỏ cá lông 2 sao sao được? Phải ngộ không 2 thì mới bỏ được anh em ạ. Còn 1 sao thôi. Từ từ đã. Nào sau thôi. Ui mạnh quá anh em ơi. Cá lăng hai thằng cùng đi nó lại mất. Ui giời ơi, anh em thấy chưa? Mẹ cay thật. Lên được đến lơi đến tít rồi này. Chỉ cần một round nữa thôi là có khi là form được rồi. Tự nhiên nó bay màu hết. Ôi ôi chán đời. Rất là đáng tiếc anh em Nguyễn Xuân Khải anh em ạ. Quá đáng tiếc luôn. Nhưng mà thôi, cái cuộc đời mà sẽ phải có những cái giây phút tiếc nuối để chúng ta lại được xem những cái video clip đỉnh cao trong cái ngày hôm sau nha anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những cái siêu phẩm hay nhất của tháng 8. Mới đầu tháng 8 thôi mà đã có một cái siêu phẩm rất hay rồi. Kỳ Phùng địch thủ gay cấn hồi hộp đến giây phút cuối cùng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, cũng là một siêu phẩm rất đáng để xem. Anh em tin tôi, hay lắm anh em ạ. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!